4 tuổi giàu nhất năm 2024, trời Phật độ mạng, phú quý theo chân, gặp hung hóa cát, đem may mắn cho cả gia đình. Những con giáp giàu phước nhất năm 2024 dưới đây, sinh ra với cái số mệnh may mắn được ban cho cái tài vận tốt đẹp, nên năm 2024 năm Giáp Thìn, dù số mệnh có lên xuống, thăng trầm ra sao, thì cuối cùng vẫn nhận được những cái phần thưởng xứng đáng cho những cái nỗ lực của bản thân. May mắn ập tới nhà, những con giáp này hãy cứ mở cửa để đón chào thần tài trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Những con giáp này sẽ đón nhận vô số những cái niềm vui trong cuộc sống. Nhiều người sẽ gặp lại người thân ở phương xa sau nhiều năm xa cách, được người thân cho tiền tặng quà, mua hàng thì cũng được khuyến mại, bốc thăm trúng thưởng. Một số bạn còn may mắn có cơ hội trúng số đổi đời. Đấy, một bước lên mây, đấy, đổi đời giàu có. Nhiều bạn trong năm sẽ làm việc cực kỳ hiệu quả vì may mắn liên tiếp ập tới, nên các bạn sẽ tỏa ra một cái nguồn năng lượng tích cực, giúp cho mọi việc đều diễn ra thuận lợi và suôn sẻ, nên các bạn sẽ được đồng nghiệp nể phục, cấp trên đánh giá cao cái năng lực. Khả năng cao cũng sẽ được thăng lương, tăng sức, tăng thưởng trong cái thời gian này. Và một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong ngày hôm nay. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên mà sẽ trở nên giàu có, nhận được phước lành, được trời thương Phật độ trong cái năm 2024 ấy, thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Thìn. Một số người thắc mắc là những người tuổi Thìn trong năm 2024 ấy, vừa gặp cái hạn tam tai, lại vừa gặp cái hạn thái tuế. Vậy thì tại sao lại là một con giáp giàu có được, đúng không ạ? Thưa quý vị, theo phân tích của Tử Thông, thì năm 2024 ấy, được đánh giá là một cái năm có nhiều khó khăn, nhiều thách thức chờ đón với những người tuổi Thìn. Khi đây chính là cái năm tuổi của con giáp, lại thêm cái họa tam tai, năm thứ ba nó vẫn còn án ngữ. Bản mệnh sẽ phải rất thận trọng, cẩn thận trong năm mới để giảm thiểu cái xui xẻo không mong muốn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cái năm nay chỉ toàn những cái điều đen đủi đến với những người tuổi Thìn. Trên thực tế thì với số mệnh được ban phước lành và được trời thương Phật độ từ khi sinh ra, thì những người tuổi Thìn trong quá trình trưởng thành và xây dựng cái tương lai ấy, cũng luôn nỗ lực không ngừng. Chính những cái điều đó đã giúp cho cái thành tích của những người tuổi Thìn ngày càng được phát triển và cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mang lại nhiều cái thành công may mắn cho họ. Nhờ đó mà những người tuổi Thìn có thể gặp dữ hóa lành, cái thời khắc quan trọng cũng may mắn được quý nhân chỉ điểm, dìu dắt khỏi cái hiểm nguy. Bản mệnh sẽ tràn đầy cái năng lượng và sáng tạo, có khả năng nắm bắt cơ hội và đạt được những cái thành công ngoài mong đợi. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn cho cái vận trình của mình ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Bên cạnh đó thì những người tuổi Thìn nói chung cũng biết mình thực sự muốn gì, nên là đã chuẩn bị từ trước và có kế hoạch toàn diện trong cái sự nghiệp. Cái việc định hướng này nó sẽ cho phép các bạn thực hiện từng bước một và không bị mất phương hướng dù gặp phải những cái tình huống bất ngờ nó có thể xảy ra. Điều này có thể đảm bảo cho các bạn đạt được cái thành quả tốt nhất trong cái năm 2024, cái năm Giáp Thìn này. Nói chung ấy, trong cái năm 2024, với nhiều cái dự định, nhiều kế hoạch ấp ủ mà những người tuổi Thìn có thể đón nhận một vài cái tín hiệu vui trong cái năm, là cái kết quả sau những cái nỗ lực phấn đấu trong suốt thời gian dài của các bạn. Đừng quên chia sẻ cái thành quả của mình với mọi người xung quanh. Thêm nữa, lại được trời thương Phật độ, nhờ thế mà những người tuổi Thìn có khả năng thấu hiểu, thấu cảm. Các bạn không cần phải dùng cái uy lực của mình nhưng người khác vẫn được kính nể. Nhiều vận hạn của những người tuổi Thìn ấy, như là cái hạn thái tuế, hạn tam tai thì cũng được đẩy xa, mang lại cho các bạn cái năm mới tràn đầy hạnh phúc, công việc hanh thông, sự nghiệp thì thuận lợi.
Những ai mà đi xin việc nếu còn không quan tâm đến bề ngoài hoặc là ăn mặc thiếu chuyên nghiệp ấy, thì cái cơ hội nó cũng sẽ không cao. Quý vị nên nhớ rằng đấy, hai người có cùng cái năng lực thì người ta sẽ ưu tiên những cái điều tốt hơn. Nếu như mà những người tuổi Thìn ấy mà giỏi, quá xuất sắc thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác, vì họ có thể vượt qua được những cái khía cạnh còn lại. Thế nhưng nếu mà các bạn cũng là những người bình thường thì quý vị cũng nên cẩn thận nhé. Thưa quý vị, trong thời gian này thì cái casting nó cũng sẽ hỗ trợ cho những người tuổi Thìn có được cái tài lộc đấy. Nhiều cơ hội mới cũng sẽ thu hút tiền bạc về mình. Nhiều người làm ăn thì có lợi. Nói chung là cái số đơn đặt hàng trong những ngày cuối tháng, nói chung là trong cái năm 2024 ấy, cũng tăng lên một cách đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn một vài hung tinh nó cũng báo hiệu những người tuổi Thìn trong thời gian này cũng dễ bị tiểu nhân hãm hại, dẫn đến những cái họa kiện tụng, dính dáng pháp luật. Do đó, những cái gì liên quan đến tiền nong, quý vị cũng cần phải minh bạch, rõ ràng. Nếu mà cầm tiền trong tay thì ưu tiên trả những khoản nợ trước. Đó. Cũng đừng để cho đêm dài lắm mộng, đừng để kéo dài thêm những cái phiền phức. Khi mà có tiền, các bạn lại có thể là gì? Làm những cái việc tốt hơn. Vì vậy, để hóa giải cái hạn tiểu nhân và mà gia tăng thêm cái may mắn cho mình, ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân tí Thìn để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Quý vị thân mến, đó là con giáp may mắn đầu tiên, đấy, giàu có nhất nhì trong cái năm 2024, năm Giáp Thìn. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông sẽ nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là những người tuổi Ngọ. Quý vị thân mến, năm 2023 năm Quý Mão là một cái năm khó khăn vất vả với những người tuổi Ngọ. Khi bước sang năm 2024 cũng là một năm mà những người tuổi Ngọ có những cái bước phá đột biến và trở thành một trong những con giáp giàu có nhất trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Theo các chuyên gia tử vi học cũng có dự báo thì những người tuổi Ngọ ấy, trong thời gian này nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ gặt hái được những cái thành công, đặc biệt là ở nơi làm việc. Đối mặt với chông gai, với thử thách, những người tuổi Ngọ không phải là những người dễ dàng từ bỏ cái ước mơ của mình. Tuổi Ngọ luôn hiểu rõ những cái ưu thế đó của mình và biết cách tập trung và phát huy trong năm 2024. Nhờ đó mà cái vận may cũng đang đến với những người tuổi Ngọ. Đấy. Bên cạnh đó, những cái cống hiến của những người tuổi Ngọ sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Quý vị hãy tận dụng cái tài năng của mình và các bạn sẽ đạt được những cái vị trí nhất định trong công việc cũng như là gì? Trong cuộc sống. Bên cạnh đó, những người tuổi Ngọ cũng là những người mà linh hoạt và dễ thích nghi. Các bạn có thể nhanh chóng điều chỉnh cái suy nghĩ và cái hành động của mình trong các tình huống khác nhau. Và cái năm 2024, năm Giáp Thìn ấy, nói chung ấy, những người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều cái cơ hội. Dù trong công việc hay là trong cuộc sống cá nhân, thì gia chủ cũng sẽ có cơ hội đạt được cái mục tiêu của mình. Bên cạnh đó, lại được trời thương Phật độ, nó cũng sẽ ban phước lành cho những người tuổi Ngọ. Đấy, những người tuổi Ngọ sẽ nhận được cái phước lành, cái thành công xứng đáng với cái nỗ lực, cái công sức của mình bỏ ra là như vậy. Thêm nữa, trong cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Ngọ trong thời điểm này ấy, thì bản mệnh cũng sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện và phát triển cái con đường công danh sự nghiệp của mình. Lại được casting nó hỗ trợ, nó soi chiếu, nó cho thấy những người tuổi Ngọ trong thời gian này hoàn toàn có thể đạt được những cái thành công bằng chính cái sức lực của mình. Cái sự chăm chỉ, cái sự cần cù sẽ giúp các bạn trở nên nổi bật hơn hẳn so với những người đồng nghiệp xung quanh. Con giáp này sẵn sàng chịu khó, chịu khổ để hoàn thành công việc. Dù được giao cái nhiệm vụ khó khăn đến đâu ấy, thì các bạn cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Nhờ thế mà sẽ đạt được cái sự tín nhiệm của cấp trên. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần Ngọ Tuất để trợ mệnh ngộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những cái hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Ngọ. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119
để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuổi Ngọ. Bên cạnh đó thì trong cái thời gian này những người Tuổi Ngọ cũng được cát tinh nếu chiếu mệnh. Vì thế những người Tuổi Ngọ đề cao cái sự nhanh nhẹn và cái sự sáng tạo. Nếu có thể làm được cái điều này thì các bạn sẽ nắm bắt được nhiều cái cơ hội để phát huy cái năng lực của mình, gợi mở thêm những cái lối đi trong tương lai. Thêm nữa, nhờ có được cái trời thương Phật độ sẽ giúp các bạn trong cái việc mở rộng cái mối quan hệ và có nhiều cơ hội để phát triển. Những người Tuổi Ngọ hãy tận dụng cái mối quan hệ sẵn có để tạo nên cái bàn đạp cho mình, không nên bỏ lỡ cái nguồn tài nguyên quý giá như vậy. Xét về con đường tài lộc của những người Tuổi Ngọ trong cái năm 2024 ấy, thì con giáp này cũng đang có thu nhập khá là ổn định, bình ổn. Tài chính ổn định, tiền bạc thì cũng không phải là cái vấn đề cấp thiết mà những người Tuổi Ngọ cần phải quan tâm trong thời gian này. Con giáp này biết cách để cân đối cái thu chi, nên là cái năm 2024 ấy, tiền bạc cũng khá là rủng rỉnh. Dường như là những người Tuổi Ngọ không phải đối mặt với cái tình trạng là thu không đủ chi. Đó. Vẫn bình tĩnh để tính toán xem tiêu thế nào cho hết tiền. Đó. Bên cạnh đó, những người Tuổi Ngọ có kế hoạch cho từng bước đi của mình trong cái năm 2024. Có thể các bạn sẽ kiếm thêm cái nguồn thu nhập từ cái nghề tay trái để bù đắp thêm cho những cái thiếu hụt về tiền bạc do những khoản chi tiêu quá mạnh tay của các bạn. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn ấy, thì những người Tuổi Ngọ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người Tuổi Ngọ. Thưa quý vị, đó là con giáp may mắn giàu có nhất thứ hai, đúng không ạ? Tiếp theo, con giáp may mắn giàu có thứ ba mà chúng ta phải kể đến không ai khác đó chính là những người Tuổi Tuất. Một số người nói là Tuổi Tuất năm 2024 là cuộc gặp cục diện là Thìn Tuất là tương xung, lại xung tận mạng thì lấy đâu ra may mắn, đúng không ạ? Theo Tử Thông nhận định thì năm 2024 ấy cũng là một cái năm mà khá là vất vả và lận đận với những người Tuổi Tuất. Những tưởng chung gai sẽ khiến những con giáp này chùn bước vì nản lòng. Nhưng trên thực tế thì những người Tuổi Tuất lại có những cái bứt phá bất ngờ trong cái thời gian này. Thường ngày thì những người Tuổi Tuất luôn chăm chỉ và dũng cảm, chịu thương chịu khó, lại có cái ý chí cầu tiến và cũng rất là giàu lòng nhân ái. Gia chủ luôn sống biết người biết ta, nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh. Người gieo phúc thì sẽ gặt lộc. Chính cái sự tử tế, cái sự chăm chỉ của bản mệnh đã giúp cho những người Tuổi Tuất tích lũy được rất nhiều cái phước lành cho bản thân. Nhờ vậy mà khi bước sang năm 2024, năm Giáp Thìn, trước những sóng gió bủa vây thì những người Tuổi Tuất vẫn có thể bình tĩnh vượt qua từng cái thử thách. Lại được trời thương Phật độ, bản mệnh sinh ra là để làm những cái việc trọng đại. Càng có nhiều cơ hội cạnh tranh thì lại càng dễ có được cái thành công lớn lao hơn nữa. Trong mọi vấn đề thì những người Tuổi Tuất sẽ nhận được cái sự ủng hộ và yêu thương từ gia đình cũng như là bạn bè. Về mặt sự nghiệp thì những người Tuổi Tuất có thể có được cái sự phát triển và cái cơ hội ổn định. Cái sự chăm chỉ và lòng dũng cảm của các bạn ấy cũng sẽ nhận được đấy, đồng thời những cái nỗ lực của các bạn cũng sẽ được khen thưởng, trở thành người có quyền lực, cả đời sống vinh hoa phú quý bằng cái năng lực của mình. Bên cạnh đó, xét về cái mặt tài lộc, nhờ có công việc nó hanh thông thuận lợi nên là tài lộc của những người Tuổi Tuất thì cũng sẽ có nhiều cái cơ hội để kiếm tiền từ cái việc kinh doanh đầu tư buôn bán. Bản mệnh nên tập trung làm tốt cái việc của mình, không nên sa đà vào nhiều chuyện kéo bị phân tán và cũng sẽ không tập trung. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những gia chủ Tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người Tuổi Tuất. Bên cạnh đó, những người Tuổi Tuất không nên ôm đồm nhiều việc. Ôm đồm việc vào người thì chỉ khiến cho khả năng tập trung của các bạn bị giảm đi,
Quý vị hãy đặt cho mình một cái mục tiêu cụ thể để tăng khả năng thành công của mình. Và trong thời gian này thì Tử Thông cũng khuyên quý vị phải lựa sức mình, đừng có tùy tiện đua theo cái người khác. Thấy người ta làm được, kiếm được thì cũng đổ dồn vào làm ấy, thì cũng rất dễ bị thất bại, đúng không ạ? Các cụ nhà ta có nói là gì? Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Có khả năng làm việc linh hoạt là tốt, nhưng mà nên biết cân nhắc để lựa chọn những cái việc phù hợp với bản thân trong từng cái thời điểm để có thể có những cái bứt phá hơn nữa trong công việc và biết được cái điểm mạnh của bản thân. Thêm nữa, trong cái năm 2024 ấy, những người tuổi Tuất nên tận dụng những cái cơ hội một cách là thông minh, đừng để lỡ mất những cái thời cơ mà nối tiếp sau này. Không phải ai cũng có cơ hội gặp được may mắn như các bạn, đúng không ạ? Và không phải ai khi mà có được cơ hội cũng phát tài. Cần phải có cái tầm nhìn và có sự khéo léo, chăm chỉ cũng kèm theo đó, và là cái sự nỗ lực thì mới đạt được cái mục tiêu. Bên cạnh đó, những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng gì là một chỗ con giáp liên tiếp đón những cái cơ hội, đón những cái vận may về tiền bạc. Tiếp nối cái vận may từ cái thời gian trước đó thì bản mệnh có thể thừa thắng xông lên mà làm những cái điều mà mình đã ấp ủ hay là dự định từ lâu. Chẳng những thu nhập từ kinh doanh buôn bán nó gia tăng, mà cái thu nhập chính của những người tuổi Tuất cũng sẽ có những cái dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Những cái thành quả mà các bạn đã đạt được trong công việc là cái cơ sở để có cơ hội được tăng quan tiến chức, tăng lương tăng thưởng. Thêm nữa, trong thời gian này thì những người tuổi Tuất có thể thoải mái chi tiêu theo cái ý của mình, không cần phải quá là căn ke về chuyện thiếu tiền. Theo các chuyên gia tử vi học dự báo đấy, trong thời gian này những người tuổi Tuất vẫn phải nên quản lý tài chính một cách là cẩn thận, đừng có vung tay quá chán. Quý vị cần có một cái kế hoạch tài chính cụ thể, đặt rõ những cái khoản cần phải chi tiêu, những khoản cần phải tiết kiệm hay là đầu tư. Thì ngoài ra cũng cần phải xem kỹ cái khả năng chi trả của những người vay mượn, cũng như là gì, tìm hiểu kỹ thông tin nếu như có ý định đầu tư hay là kinh doanh vào một cái lĩnh vực mới, tránh cái việc bị người khác lừa gạt, cuối cùng lại dẫn đến tình trạng là tiền mất tật mang. Nhưng mà nhờ có cái phúc đức, nhờ được trời thương Phật độ, nên là những người tuổi Tuất trong cái năm 2024 ấy, mặc dù vướng vào cục diện xung thái tuế và nhiều cái vận hạn xấu nó ập đến, nhưng quý vị vẫn có những cái điểm bứt phá. Nếu nắm được cơ hội thì quý vị sẽ trở thành những con giáp giàu có nhất nhì trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Đó là con giáp thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4, đúng không ạ? Dễ có cơ hội giàu có nhất năm 2024, đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, khi mà khó khăn không đánh gục được các bạn thì các bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đấy. Và những người tuổi Sửu là những con giáp được ban phước lành. Đấy. Do những người tuổi Sửu đã gieo trồng từ những cái hoạt động và cái tâm hướng thiện của bản thân mỗi ngày, sẽ giúp bản mệnh có thể vượt qua những khó khăn, những cái trắc trở trong năm 2024. Những người tuổi Sửu là những người luôn có ý chí, luôn nỗ lực hết mình để vượt qua cái hoàn cảnh và có khả năng thích ứng rất là nhanh. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh dự báo, năm 2024 ấy, không phải là một cái năm suôn sẻ với những người tuổi Sửu. Từng có nhiều cái thời điểm mà những người tuổi Sửu ấy không ít fan phải trời chật vì những cái thách thức mà cái lưu niên nó mang đến. Song không vì thế mà những người tuổi Sửu dễ dàng bỏ qua. Bản thân những người tuổi Sửu mang cái nét kiên định, mạnh mẽ và dám đương đầu. Những người tuổi này trong gia đình thì thường được yêu mến vì giàu tình cảm, biết yêu thương mọi người. Tại nơi làm việc lại được trân trọng bởi cái tính thẳng thắn và cứng rắn. Dường như ở mỗi cái mối quan hệ thì những người tuổi Sửu đều rất được lòng những người xung quanh. Hơn nữa, cái tính cách trầm lắng, tích phúc tích đức, siêng làm việc thiện của những người tuổi Sửu càng giúp cho các bạn có đời sống phong phú và sẽ được trời ban phước lành. Ông trời thì không bao giờ phụ lòng những người có công. Những khó khăn của năm 2024 càng rèn rũa cho những người tuổi Sửu càng mạnh mẽ, càng vững vàng hơn. Nhờ đó mà có thể tự là chủ cái số mệnh của mình. Gặp hung thì hóa cát, có cơ hội thụ hưởng cái thành quả. Cuộc sống thì tràn đầy cái hạnh phúc trong cái năm 2024. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh ngộ thân.
Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Thưa quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Bên cạnh đó, trong cái năm 2024, đấy, thì công danh sự nghiệp của những người tuổi Sửu cũng có những cái bước khởi sắc nhất định so với cái thời điểm trước đó. Những vất vả của bản mệnh cũng đang dần dần có tín hiệu đáng mừng, lại được thần Phật che chở, lại được quý nhân soi đường chỉ lối, nên là những người tuổi Sửu dễ dàng đi đúng hướng mà không tốn quá nhiều thời gian và cái tiền bạc khi mà tiến hành những nhiệm vụ của mình. Gia chủ sẽ rất hứng thú bắt tay vào công việc thay vì là buồn tủi như thời gian trước đó. Đó. Đây cũng là cái thời điểm mà gia chủ được truyền cảm hứng để bứt phá tiến đến thành công. Gia chủ sẽ không còn những cái nỗi buồn phiền nữa. Đó. Không những thế, những cái vấn đề khó khăn nhất trong công việc thì cũng sẽ được người thân, được bạn bè hoặc là được đồng nghiệp chung tay tháo gỡ. Những người tuổi Sửu gần như chưa bao giờ thấy nhẹ lòng và mừng rỡ như trong cái thời điểm này. Sau dự án này thì gia chủ cũng đừng quên nói lời cảm ơn đến những người mà đã từng quan tâm giúp đỡ mình. Thêm nữa, trong cái năm 2024 nhờ được trời thương Phật độ, vậy nên tài chính của những người tuổi Sửu cũng được gì mở ra nhiều cái cơ hội hay ho mà bản mệnh cũng cần phải thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu. Đó là cái cách để những người tuổi Sửu có những cái quyết định sáng suốt nhất với tiền bạc. Vì thế, quý vị không vội vàng làm gì cả. Mình thì có thời gian đúng không ạ? Người ta hơn mình cái sự giàu sang thì mình cũng hơn họ cái sự đàng hoàng. Chính vì vậy mà những người tuổi Sửu thì có những cái bứt phá thành công nhất định trong thời gian này. Vì vậy, nhiều người sẽ có những cái khoản tiền tiết kiệm đủ lớn để sắm nhà, tậu xe, mua đất, mua cát. Đó, trong thời gian này, quý vị hãy tập hợp thật nhiều thông tin để có thể là gì? Gia tăng cái may mắn cho mình. Những ai mà đang có ý định ấp ủ cái khởi động công việc kinh doanh buôn bán hay là khởi nghiệp trong thời gian này thì cũng cần phải tìm hiểu rõ về cái lĩnh vực và tìm hiểu rõ về cái mục tiêu của mình. Nếu như mà các bạn theo đuổi cái đích của mình bằng toàn bộ cái nội lực và cái sự quyết tâm, các bạn sẽ biến những cái giấc mơ tưởng chừng như xa vời thành hiện thực và thu về tiền đầy túi, tình đầy tim. Thêm nữa, trong thời gian này, những người tuổi Sửu hoàn toàn có thể có khả năng làm việc, làm chủ trong lĩnh vực của mình. Nhưng mà quý vị cũng đừng chỉ dừng lại ở cái việc tập trung cho bản thân. Nếu có thể thì hãy hỗ trợ cái việc kinh doanh, làm ăn của những người khác nữa để gì được ban phước lành nhiều hơn. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để được trợ mệnh ngộ thân. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn giàu có nhất trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Đó. Có những con giáp mà quý vị không thể ngờ được là tại sao cái vận trình xui xẻo như vậy mà họ lại có thể bứt phá tiến đến thành công. Quý vị thân mến, như vậy là gì? Trong cái năm 2024, chúng ta sẽ có 4 con giáp cực kỳ may mắn và giàu có. Nếu biết nắm bắt lấy cơ hội thì đây sẽ là những con giáp mà giàu có nhất, vang danh thiên hạ trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Thìn, 2 tuổi Ngọ, 3 tuổi Tuất, 4 là những người tuổi Sửu. Đây là 4 con giáp dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe. Đấy. Trong cái năm 2024, năm Giáp Thìn bứt phá thành công, vượt qua những thử thách để có được cái điều mình mong muốn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Âm thầm lén để một nắm gạo muối vào chỗ này, sau 3 ngày gia chủ giàu nứt phách, tiền vàng ùn ùn kéo về. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Kính thưa quý vị,
tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là một trong những cái nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, là một cái mảnh ghép góp phần tạo nên cái giá trị nhân văn, gìn giữ cái nề nếp gia phong, sống có đạo lý, uống nước nhớ nguồn. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên bắt nguồn từ cái niềm tin cho rằng linh hồn của người đã khuất vẫn còn hiện hữu trong cái thế giới này và ảnh hưởng đến cái đời sống của con cháu. Người Việt cho rằng chết chưa phải là hết, thể xác tiêu tan nhưng mà linh hồn bất diệt vẫn còn tồn tại và ngự trên bàn thờ để gần gũi giúp đỡ cho con cháu. Những linh hồn này sẽ dõi theo những cái người thân để phù hộ họ khi gặp nguy khó, mừng khi họ gặp may mắn, khuyến khích họ làm những cái điều thiện lành và cũng quở trách khi mà họ làm những cái điều tội lỗi. Ngày rằm ngày mùng 1 lễ Tết Dỗ Chạp, bên cạnh cái mâm cao cỗ đầy cùng các lễ vật cúng dâng thì chúng ta thấy là không thể thiếu được hai thứ, đó chính là gạo và muối. Như chúng ta đã biết, gạo và muối là hai cái vật phẩm không thể thiếu trên bàn thờ của người Việt từ xưa tới nay. Thực tế, vẫn còn rất nhiều người mắc phải những cái sai lầm khi mà xử lý gạo muối sau khi cúng. Bởi điều này có thể làm mất lộc, hao hụt cái vận may của bản thân gia chủ cũng như là mọi người trong gia đình. Như vậy thì trong ngày rằm ngày mùng 1 sắp tới đây, đặc biệt là ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, thì quý vị cúng gạo muối xong thì xử lý như thế nào để không phạm phải những đại kỵ trong tâm linh mà lại còn mang lại những cái điều may mắn, bình an và vạn sự hanh thông cho cả gia đình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của Từ Thông ngay sau đây. Thưa quý vị, thì đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về vì sao người Việt lại có phong tục thờ cúng gạo muối. Quý vị thân mến, mỗi người dân Việt Nam thì cái đạo lý uống nước nhớ nguồn đã ăn sâu vào cái tiềm thức với những cái giá trị sâu sắc về đạo đức và lối sống của chúng ta. Điều đó nó lại càng được thể hiện rõ qua cái phong tục thờ cúng ông bà tổ tiên và cha mẹ nhằm tỏ cái lòng biết ơn và hiếu kính với những người đi trước. Mỗi món đồ thờ thì đều mang trong mình những cái ý nghĩa riêng. Một trong những cái thứ không thể thiếu trên mâm cúng trong mọi dịp lễ Tết Dỗ Chạp đó chính là gạo và muối. Phong tục thờ cúng gạo muối đã được dân gian Việt Nam duy trì từ xưa tới nay. Nguyên nhân chủ yếu được giải thích là do đây chính là hai cái loại thực phẩm không thể thiếu trong cái bữa ăn hàng ngày của con người. Hay nói cách khác, gạo và muối có ý nghĩa sống còn đối với cái sự tồn tại của con người. Nó có công dụng tăng cường dinh dưỡng cho cơ thể và mang cái ý nghĩa phong thủy tín ngưỡng. Nếu như mà gạo là cái nguồn lương thực không thể thiếu trong cuộc sống của người Việt, thì trong quan niệm dân gian Việt Nam, hạt gạo trắng nhần như cái hạt ngọc, hạt vàng. Trước ngày Tết thì nhà nhà đều đổ đầy cái lu gạo với cái mong muốn là có một năm mới no đủ hạnh phúc. Còn muối lại là cái tài nguyên vô hạn mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Muối là cái tinh hoa chất lọc từ biển khơi dạt dào, nhất là với cái nền văn minh lúa nước gốc rễ thì gạo và muối là hai cái loại thực phẩm đóng vai trò thiết yếu. Cũng có quan niệm khác cho rằng gạo và muối là cái biểu tượng cho ba thứ may mắn, tài lộc và sức khỏe. Cúng hai vật phẩm này là cầu mong được sức khỏe, may mắn và tài lộc đến với cả gia đình. Vì thế, cái phong tục cúng gạo muối cũng đã được truyền từ đời này sang đời khác và trở thành một cái phong tục tâm linh tốt đẹp của dân tộc ta. Thứ hai, chúng ta cùng xét về ý nghĩa của gạo muối trên bàn thờ. Quý vị thân mến, trong văn hóa tâm linh của người Việt thì chết không phải là hết. Những người đã khuất vẫn còn một cái cuộc sống mới ở cái thế giới bên kia, dưới một cái hình thức nào đó mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được. Chính vì vậy, để tỏ lòng thành kính với những người đã khuất ở nơi chín suối, thì con cháu sẽ dâng lễ vật hàng ngày đầy đủ như là tiền, vàng, bạc, muối, gạo và nước sạch. Cái hũ gạo muối trên bàn thờ cũng có ý nghĩa như sau. Thứ nhất là ý nghĩa để cúng chúng sinh và vong linh. Thưa quý vị, theo quan niệm của người Việt cho rằng con người thì có thể là ăn những cái món ăn thơm ngon, vật lạ. Còn đối với những cái vong hồn thì họ lại không như vậy. Thế giới ngã quỷ chỉ hưởng nhang hoặc là ăn bằng cái tâm hưởng, chứ họ không ăn như chúng ta. Vì vậy, cái việc cúng gạo muối cho chúng sinh vong linh, vì đó là cái thứ căn bản của sự sống, để cầu mong chúng sinh vong linh sớm được no đủ. Do đó, trong cái lễ cúng thí thực thì các Phật tử thường bày gạo muối trên cái mâm cúng chúng sinh để các vong linh được no đủ, không quấy nhiễu và quấy phá người phàm. Thứ hai là cúng gạo muối để thể hiện cái sự biết ơn. Quý vị thân mến, nếu như mà cúng gạo muối cho chúng sinh, cho vong linh để cầu mong cho vong linh được no đủ, thì đối với thần thánh hay là các bậc tiền nhân
thì cái việc làm này nó lại là thể hiện cái sự biết ơn đối với công lao phù hộ của các đấng bề trên. Thì ngoài hai cái ý nghĩa trên ấy, cúng gạo muối còn là để thể hiện cái lòng biết ơn với những người đi trước đã khai sinh ra cái nền văn minh đất nước, giúp cho chúng ta có một cuộc sống ấm no, đầy đủ, hạnh phúc và sung túc như ngày hôm nay. Thưa quý vị, và cái việc cúng gạo muối là hết sức quan trọng. Vì vậy, trong ngày mùng 1, ngày rằm và ngày mùng 10, ngày vía thần tài, quý vị hãy sử dụng một cái gói gạo vàng thần tài nhé, để chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài vào bát hương. Từ đó cũng sẽ giúp chúng ta thâu thu tài lộc may mắn trong cả năm. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái gói gạo vàng thần tài mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. Thưa quý vị, ngay sau đây thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái nghi thức giải gạo muối trong những ngày lễ Tết Dỗ Chạp ngày mùng 1 ngày rằm. Thưa quý vị, nghi thức giải gạo muối trong cái lễ cúng thì có hai cách hiểu. Có người cho rằng là cách để chia cho các cô hồn, cũng có ý kiến khác cho rằng đó là cái động tác gieo mùa truyền thống của người Việt, của nền văn minh lúa nước. Một ý nghĩa nữa của việc cúng gạo muối là cũng có thể là gì? Để xua đuổi những cái tà ma chướng khí. Quý vị thân mến, gạo muối có thể giúp xua đuổi tà ma âm khí, mang đến cái điều may mắn cho gia chủ. Quan niệm dân gian cho rằng gạo muối có thể chống lại cái chướng khí và những cái linh hồn xấu. Việc cúng gạo muối đặc biệt trong ngày mùng 1 và ngày rằm ấy thì cũng là vừa để bố thí cho những cái vong hồn này, cũng là mong họ đừng quấy phá cho cả gia đình nữa. Tiếp theo chúng ta cùng xét về nội dung là gạo muối cúng xong thì làm gì để thu hút tài lộc, đặt vào chỗ nào để có được cái may mắn và bình an. Kính thưa quý vị, với những ý nghĩa và cái tầm quan trọng đã nêu ở trên ấy, thì có thể khẳng định gạo muối là hai cái món bắt buộc phải có trong cái bàn thờ cúng. Cũng bởi thế, nhiều người có chung cái thắc mắc không biết gạo và muối cúng xong thì xử lý ra sao, liệu chúng có được cất giữ ở một cái vị trí phong thủy nào đó trong nhà hay không, hay là mang đi đổ đi. Thưa quý vị, gạo và muối là hai thứ sau khi cúng kiếng xong cần phải xử lý một cách cẩn thận, chứ không thể vứt lung tung bừa bãi được. Cái việc làm này nó để phòng tránh cái việc sức họa hay là những cái điểm xấu vào thân. Cách làm quen thuộc là thường đem gạo muối cúng xong mang lên giải trước cái bàn cúng hay là trước sân, trước nhà. Sau khi cúng kiếng xong ấy, thì người thực hiện nghi thức cần phải giải gạo muối cúng xong ra xung quanh, nhất là gạo và muối dùng để cúng chúng sinh. Thì ngoài giải, đồng thời chúng ta cũng cần phải tụng kinh niệm Phật để các vong hồn chúng sinh sớm được siêu thoát. Như vậy thì với cái mục đích thứ nhất là bố thí cho chúng sinh, cho vong linh vất vưởng không ai thờ cúng. Thứ hai là để xua đuổi những thứ không sạch sẽ ra khỏi nhà mình hoặc là cái nơi mình buôn bán kinh doanh. Cũng có gia chủ sẽ giữ lại một góc nào đó để đến khi gạo muối hỏng rồi thì mới đem đổ đi. Bởi người xưa quan niệm rằng gạo muối khi mà cúng xong ấy thì có được cái sự may mắn và tài lộc mà thần thánh và đã ban vào trong đó, nên là cần phải giữ lại. Trường hợp này chỉ nên áp dụng cho việc là thờ cúng tổ tiên trong dòng tộc nhà mình, hoặc là gì? Cúng các vị thần linh. Vì là mình cúng cho các vị thần hoặc là những người thân trong nhà mình thì có thể là gì? Giữ lại được. Thứ tư ấy, thì chúng ta cùng xét là nguyên tắc giải gạo muối thế nào là đúng và chuẩn phong thủy. Thưa quý vị, giải gạo trước hay là giải muối trước? Khi đem rác gạo muối trong cái nghi lễ thờ cúng ấy, thì nên giải gạo trước hay là muối trước là cái thắc mắc của rất nhiều gia chủ. Cách giải gạo và muối sẽ thể hiện cái sự khác biệt theo cái phong tục tập quán của vùng miền ở địa phương. Ở mỗi một số vùng ấy, thì gạo và muối sẽ được trộn lẫn với nhau trước khi giải. Cũng có những nơi giải gạo muối theo thứ tự là gì? Giải gạo trước hoặc là muối trước, tùy theo cái quan niệm của từng vùng. Do đó, gia chủ có thể giải gạo trước hay là muối trước cũng đều được, không vấn đề gì cả. Quý vị cứ áp dụng theo đúng cái nguyên tắc cũng như là gì? Cái phong tục tập quán của địa phương mình. Còn theo Phật giáo thì chúng ta không nên trộn lẫn gạo và muối khi giải, vì khi chúng ta bố thí như vậy thì chúng sinh sẽ nhặt lại để ăn. Đồ ăn mà trộn lẫn như vậy thì sẽ rất là khó nuốt. Vì thế, chúng ta nên giải gạo trước rồi một lúc sau thì mới đem giải muối ra. Thưa quý vị, một số người sẽ trộn gạo và muối lại với nhau để giải ra xung quanh. Thế nhưng một số người khác lại giải gạo riêng và muối riêng và phóng ra nhiều phía khác nhau. Đồng thời vừa giải vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái việc trộn lại hay là tách riêng gạo muối cũng tùy vào theo cái quan điểm tâm linh của gia chủ, của tôn giáo và của tín ngưỡng khác nhau của mỗi người dân tộc, của mỗi vùng miền. Bởi cái hành động này nó có thể được thực hiện thế nào cũng được. Quan trọng không phải là cách giải mà là ở cái tấm lòng, cái sự chân thành
muốn giúp cho các vong linh được no đủ, được hạnh phúc. Cái vị trí giải gạo muối để thu hút tài lộc, may mắn cho cả gia đình. Thưa quý vị, đối với cái vị trí giải thì các bạn cũng nên giải gạo và muối ở trước sân hoặc là trước cái bàn cúng nếu mà cúng ngoài trời. Trong lúc giải thì quý vị cũng đừng quên niệm Phật. Như vậy thì sẽ đảm bảo các vong linh nhận được gạo muối rồi sẽ rời đi, không làm phiền đến gia chủ, giúp gia chủ đạt được nhiều cái vận may, sức khỏe và tài lộc. Ngoài dùng trong cái việc cúng kiếng thì công dụng của gạo muối trong việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và còn được dùng trong các gì việc làm đẹp nữa. Đó. Theo quan niệm của người phương Đông thì muối có thể giúp chúng ta xua đuổi vận khí, nhất là trong cái thời điểm cuối năm này. Với mẹo rắc muối chung quanh nhà, có thể các bạn sẽ dùng muối trong rất nhiều cái công dụng khác nhau. Nhưng chưa chắc các bạn đã nghĩ đến cái việc là rắc muối quanh nhà để thâu thu tài lộc. Nghe có vẻ là kỳ lạ, nhưng mà trên thực tế, cái việc rắc muối xung quanh nhà lại mang lại nhiều cái lợi ích cho bạn không thể ngờ tới. Theo phong thủy, thì muối có khả năng hấp thụ cái năng lượng tiêu cực, mang đến cái nguồn năng lượng tích cực, tinh khiết cho con người. Cũng như là gì? Cũng như cho cái không gian sống của gia chủ. Bởi vậy, cái việc rắc muối quanh nhà, đặc biệt là ở những cái góc nhà, trong góc phòng ấy, rồi quét đi vào cái sáng hôm sau, thì có thể là gì? Giúp hấp thụ cái nguồn năng lượng không tốt còn tồn đọng ở nhà từ trước, giúp cho cái không khí nó được thanh lọc và được trong lành hơn. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ giúp xua đuổi cái tà ma chứng khí, giúp cho chúng ta mang lại cái may mắn và bình an. Thêm vào đó, cái việc giải muối xung quanh phía ngoài ngôi nhà hoặc là ra trước cửa nhà ấy, vào cái ngày mùng 1 đầu tháng âm lịch ấy, cũng sẽ giúp ngăn chặn những cái nguồn năng lượng tiêu cực và làm sạch cái luồng không khí trong nhà. Đặc biệt, giải một ít muối trên cái sàn nhà vào buổi tối và quét đi vào buổi sáng sớm hôm sau thì cũng sẽ giúp xua đuổi quỷ dữ, tránh xa cái vận hạn mang đến cho gia đình. Thưa quý vị, thì ngoài ra người ta cũng đặt một cái hũ nước muối ở cái góc đông nam ở trong cung tài lộc của ngôi nhà. Không có ý kiến thống nhất vào cái vị trí đặt bát nước muối. Theo quan niệm phong thủy thì không nên đặt cái hũ nước muối ở cái vị trí của sao Tam Bích và cái sao Ngũ Hoàng vì nó sẽ mang lại cái điều hung họa. Nếu mong muốn tiền bạc thì gia chủ cần phải đặt nước muối ở vị trí hướng đông nam. Còn nếu mong muốn cải thiện cái sức khỏe thì quý vị nên đặt ở hướng đông, ở cung gia đạo. Cứ 2 tháng thay một lần thì sẽ mang lại cái may mắn, cái tài lộc. Tiếp theo thì quý vị cũng có thể đặt cái muối ở trong cái ví tiền để giúp cho thì thanh trừ cái uế khí và xua đuổi những cái vận đen, giúp cho cái ví có thể thâu thu được cái tài lộc. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy thì vào ngày mùng 1 hàng tháng hoặc là mùng 1 Tết thì người ta sẽ đặt một túi muối nhỏ vào trong ví để cả tháng cả năm được mặn mà, may mắn, tiền bạc dồi dào. Đặc biệt là với những người làm ăn kinh doanh ấy, thì cái chuyện này lại vô cùng là quan trọng. Không ai chắc chắn cái yếu tố tâm linh mà muối mang lại. Song về cái mặt tâm lý thì ai cũng mong muốn mình có một cái tháng may mắn, bình an và gặp nhiều cái sự thuận lợi. Đó là những cái công dụng của muối. Quý vị thân mến, vậy là trên đây Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vị trí và cái cách giải gạo muối. Đặc biệt là cúng gạo muối xong thì nên rắc ở đâu để có thể thu hút được cái may mắn, cái tài lộc và vượng khí cho gia chủ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.